Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kakowski xếp hàng độ đầy truyền cảm trên đất Việt. Kakowski xếp hàng vốn là con bối bậc nước bay ngự trị ở trên đất Việt bấy lâu nay, xóa ngôi vị của cái dòng đất cơ huyền thoại Honda Super 1000, là hình tượng mô tô hình thành trong cái suy nghĩ của người Việt khi nhắc đến mô tô nước cơ. Và bên cạnh ngôi hình hầm hố đầy lực cuốn, một chủ nhân người Việt đã nâng cấp cái chiếc xe cơ của mình với một cái màu áo mới khá mạnh mẽ, đi kèm gói trang bị đồ chơi cao cấp. Ngoại thất em nó thiết kế là Tsukumi thần thánh đến từ cái xứ là mặt trời mọc. Khi đến tay những người thợ đề can tài ba thì cái lối suy nghĩ sáng tạo làm cái chiếc xếp ngàn trong clip này trở nên nó bật hơn, với bộ cánh được sửa đổi cái gam màu đỏ bạc là khá truyền cảm. Cái phần hấp dẫn nhất cho lái chính là những món đồ chơi như cụm phanh Rainbow Rossi, cốc bình dầu Rizmanet, cái cụm con Acosto, chỉ được lái phát giữ dây dầu DMV được bố trí hai bên hệ thống cái đèn xi nhan, thay vì đem lại cái ánh sáng tín hiệu lực tốt hơn, mang thiết kế là hiện đại hơn. Dọc theo cái sống lưng của con có bậc xếp ngàn là các sticker được dán xen kẽ với nhau cũng rất là thao. Cái dàn thân áo đồ sộ làm cho cái chiếc xếp ngàn còn sổ thêm cái ốp nồi, nẹp sườn và chi tiết khung gia công từ những món đồ chơi xinh xinh cũng rất là bậc. Xếp ngàn sổ cái có động cơ DOC 4 thì 4 xanh nắng hàng, làm mát dung dịch và dung tích 1043 phần khối, sinh ra công sức 142 lực, cùng với mô men sức đại 111 Nm, vẫn là loại hộp số cấp. BMW S1000 ER nổi bật trong từng chi tiết thay đổi. Cái chiếc BMW S1000 ER vốn là cái dòng Sportline chiếm thế thượng phong trong khúc 1000 khối, được kết tinh từ giữa bắt buộc và cái dàn tính năng công nghệ cao cấp, đem lại cho người cầm lái một cái cảm giác hoàn hảo trong những cung đường. Mặc dù vậy vẫn chưa là bao giờ đủ đối với những người khó tính. Và sau đây là loạt nâng cấp đồ chơi tiêu biểu cho cái bản độ S1000 ER cơ bản. Bên cạnh thiết kế hung bạo sẵn có từ đôi đèn pha mắt lệnh cùng với vẹt yếm cái bạc, hệ thống tay lái được nâng cấp là tuyệt đối vì trang bị cụm phanh Rainbow Disc càng bảo vệ latex carbon. Bên thân xe là loạt phụ kiện đồ chơi thương hiệu của Carbon Burger bao phủ khung xe, chắn bùng, gắp sao, đem lại cho một cái vẻ đẹp hoàn chỉnh từ cái chiếc Superbike hiện nay. Bộ số gãy có bộ phận chuyển số và thắng chừng được củng cố với trang bị số gãy clip tiếp, đem lại cái độ nhẹ nhàng khi cần thiết, chuẩn xác trong quá trình dùng. Truyền tải sức mạnh đem lại âm thanh đặc biệt cho cái dàn ống xả Active Reset. Cuối cùng là bản độ hệ thống phanh sau kết hợp giữa cái cụm phanh của Rainbow Nikken hai bên đối xứng, phát nhôm CC, LS đầu cong và ốc robot nhằm giảm thiểu cái trọng lượng của xe, đem lại cái độ thẩm mỹ dụng là cái bộ mâm Hoset Racing chuyên dụng cho những cái giải đua lớn. Cảm ơn các bạn theo dõi này là kế tiếp, nhớ like, subscribe.